Kem Berry Plus có phải kem trộn không? Là câu hỏi mà nhiều chị em quan tâm. Cũng bởi lý do là kem này xài hết nám tàn nhang hiệu quả lắm, da trắng khá nhanh và đẹp mịn nữa, nên nhiều chị em cũng hơi lo lắng. Ai cũng muốn đẹp nhanh nhưng cũng phải an toàn nữa. Vì đẹp được mấy tháng rồi sau đó da xấu đi, nám trở lại nặng hơn, chữa trị nhiều năm không khỏi thì mất hết cả tuổi thanh xuân, giai đoạn đẹp nhất của đời người phụ nữ. Cảm ơn bạn đã xem video này. Những thông tin trong từng video mà kênh YouTube bên mình làm đều mong muốn mang lại giá trị hữu ích cho bạn. Đặc biệt là những video phân biệt hàng thật giả bên dưới từng video là tâm huyết mà đội ngũ shop mình làm, hy vọng bạn dành thời gian để xem, để bạn không bị lừa mất tiền mua phải hàng giả, để rồi xài hư hết da mặt hoặc có hại cho sức khỏe về lâu dài. Bạn đừng quên chia sẻ video và nhớ đăng ký kênh để biết được những thông tin mới về các sản phẩm đang cực hot, được nhiều người mua nhất. Bên dưới video mình cũng có để số điện thoại Zalo cho bạn nào cần tư vấn sản phẩm thì nhắn cho shop để được nhân viên tư vấn kỹ càng hơn nhé. Kem Berry Plus không phải là kem trộn. Nếu như bạn mua đúng hàng chính hãng ở những shop bán hàng uy tín và có tâm. Còn nếu bạn lỡ mua phải hàng giả nhái thì có thể đó là kem trộn. Bởi vì dòng kem trị nám làm giả rất dễ, họ trộn các thành phần hóa chất khác nhau giúp cho da đẹp và hết nám tàn nhang nhanh lắm. Nhưng hậu quả về lâu dài có thể khiến cho da đen sạm, nổi mụn hoặc bị nám da trở lại nặng hơn sau một vài tháng mà không thể trắng đẹp lại như trước đó được. Vì thế nên nếu bạn mua đúng hàng chính hãng thì yên tâm sử dụng nhé. Kem Berry Plus chính hãng không phải là kem trộn. Hơn nữa, kem trị nám tàn nhang Kem Berry Plus là của thương hiệu nổi tiếng, được thị trường đón nhận rộng rãi. Nếu là kem trộn thì họ sẽ đồn ầm lên khắp mạng xã hội và báo chí, công an vào cuộc thì làm sao tồn tại được. Chưa kể khi xuất ra nước ngoài, còn được kiểm tra nghiêm ngặt bởi các đơn vị chức năng hải quan khác nữa. Nên là hàng thật thì sẽ không có chuyện là kem trộn được. Và shop mình tìm hiểu kỹ càng trước khi bán hàng lắm luôn. Nếu bán vì tiền thì bên mình đã nhập hàng về bán đại, bán rầm rộ để kiếm tiền rồi. Đằng này shop mình đã phải tìm hiểu kỹ càng mới dám nhập về để bán. Và sau đó thì được khách hàng bên shop sử dụng và đánh giá rất hiệu quả. Sau đó thì khách mua lại nhiều lần nữa, giới thiệu cho bạn bè người quen dùng nữa. Nên có thể khẳng định là kem Kem Berry Plus có hiệu quả tốt trong việc trị nám và chăm sóc da trắng mịn. Nếu là kem trộn thì chắc khách hàng quay lại chửi banh xác shop mất rồi. Vì lượng khách xỉ, khách spa và người quen của shop mua nhiều. Đó là những gì shop mình muốn nói, để bạn có thể tìm và tin tưởng mua chỗ nào bán kem chính hãng và uy tín. Để bạn có thể mua đúng hàng và dùng cho da hết nám tàn nhang, để tự tin hơn, yêu đời hơn. Chọn mua hàng chính hãng ở đâu? Để có thể mua được hàng chuẩn thì bạn nên lưu ý những cách mua hàng như sau. Chọn shop uy tín để mua là shop bán hàng có tâm, họ tìm hiểu kỹ nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm an toàn trước khi bán. Chứ có nhiều shop lớn mà họ vẫn bán lẫn lộn hàng thật và giả để kiếm tiền, nên không tin ai được. Chọn shop nào có nhiều người mua hàng, khách hàng đánh giá tốt về sản phẩm cũng như cách tư vấn. Họ có nhiệt tình hay am hiểu về sản phẩm hay không? Để lỡ dùng có vấn đề gì họ còn chỉ cho bạn cách xử lý vấn đề, hay cách dùng kem thế nào thì mới có được hiệu quả nhanh và tốt nhất. Và quan trọng là chỗ nào họ cho kiểm tra hàng, để đảm bảo bạn không bị lừa nữa nhé. Bạn cũng có thể mua của shop mình, bên mình cam kết bán hàng chính hãng và cho bạn kiểm tra hàng nhé. Bạn còn thắc mắc về sản phẩm, thì cứ nhắn để nhân viên của shop tư vấn cho bạn biết rõ hơn nhé. Bạn có thể quét mã Zalo bên dưới góc phải video, hoặc nhắn qua số Zalo bên dưới phần mô tả để được nhân viên tư vấn kỹ hơn cho bạn nhé.